Chào các bác đã quay trở lại với Vi Tuấn TV. Và hôm nay thì em tiếp tục đi thăm câu nha. Hôm qua trời mưa, nước lũ lên khá cao ấy. Và hôm nay em sẽ đi câu và cùng các bác đi thăm câu. Em sáng nay đi câu được vài tiếng rồi. Được 3 tiếng mới câu xong. Và bây giờ mới được đi thăm này. Gần 2 giờ chiều rồi. Đây là cái câu đầu tiên này. Kéo kìa các bác ơi. Mà không biết con cá gì đây. Ui. Con cá bò nhé. Con đầu tiên của chúng ta đây. Một con cá bò vàng óng luôn. Đây nha các bác. Con đầu tiên. Hôm nay em câu nhiều lắm, gần 120 cái câu này cơ. Không biết đi thăm thì sẽ được nhiều không hay là không có. Mà cái đầu tiên đã được rồi thì cũng có tí gọi là khả quan. Tiếp tục nha các bạn. Nó kéo vào tít trong bờ luôn này. Được con cá bò nữa các bác ạ. Được hai con này nhé các bác. Lại có này. Ui con này to đấy. Đây này các bác ơi. Con này khá to đấy. Không ngờ bên trong cái chỗ góc góc này mà được con cá to như vậy. Đây nha các bác. Con thứ ba. Dính chắc ở dưới này luôn rồi các bác ạ. Một con cá bò nữa các bác ạ. Mà con này nó bé. Nó dính có mỗi một tí ở mồm này. Ở đâu không phải. Nó không dính ở đâu. Đúng rồi, dính ở một tí ở mồm thôi. Đây nha các bác.
suýt nữa thì nó chạy mất. Chỉ cần để một lúc nữa là không nhìn thấy nó rồi. Nó chạy mất ngay. Con cá bò nó khỏe lắm, cắm lại còn đau nữa chứ. Cái này nó kéo tít vào trong này luôn các bác ơi. Để xem có được con gì không. Được con cá bò các bác ạ. Đây các bác ơi. Con cá bò bé tí. Hôm nay hình như là đi toàn thấy được cá bò không. Con nào cũng là cá bò luôn đấy. Nước cứ mới đến như thế này là mới lú như thế này là cá thường xuyên là toàn là cá bò đấy các bác ạ. Đi câu ấy. Bình thường nếu mà nước trong trong một tí thì lại nhiều cá trạch lấu. Rồi, vừa nhắc xong các bác ạ. Vừa nhắc xong được con cá trạch lấu luôn.
Nó cuốn vào cây rậm quá, em hơi khó lấy tí. Đây con cá của chúng ta đây, một con cá trạch lấu mà nó cũng bé thôi các bác ạ. Lâu lắm em đi câu mà không được con to đấy, mà có còn hơn không các bác ạ. Lấy cây em đập nó. Cái này không đập nó chết đi thì không lấy được nó đâu. Không đập nó chết, nó cắm vào nó giấy, cắm vào tay đau lắm các bác ạ. Đây nha các bác, một con trạch lấu đầu tiên. Đi câu chỉ mong được những con như thế này thôi. Đầm con nữa các bác ạ. À, em thấy nó kéo câu đây rồi. Một con cá bò nữa này. Liên tiếp hai con liên tục. Nó dính có mỗi tí ở mồm luôn. Kéo nữa này các bác ơi. Một con cá bò nữa nhé. Chúng rồi được 3 con liền rồi. Thì em đếm xem nếu mà câu 120 mũi câu như của em này, gần 120 cái, xem được bao nhiêu con đi thăm một lần đấy. Đây nha các bác, các bác hãy chia sẻ video giùm em nhé. Tiếp nào các bác ơi, trời như sắp mưa đấy,
trời tối sầm rồi. Tiếp một con nữa này các bác ơi. Tiếp tục. Đúng là nước nước lên nó khác. Con nào cũng bụng cũng nó căng luôn. Nếu video dài quá thì em sẽ chia thành hai video nhé. Mong các bác ủng hộ em ạ. Kéo nữa này các bác ơi. Mà không biết cái này có được không? Tiếp con cá bò nữa các bác ơi. Này đúng là đi câu toàn gặp cá bò thôi các bác ạ. Đây nha các bác. Em chả biết đây là con thứ mấy rồi. Các bác xem nhớ đếm giùm em nhé. Tiếp tục nào các bác ơi. Cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn dài lắm. Có tiếp này các bác ơi. Được con cá lăng các bác ạ. Con cá lăng bé tí à. Đây các bác ơi. Bé tí thế này mà nó cũng ăn câu rồi. Lạ thật đấy. Đây nha các bác. Nó đang bé quá.
Tiếp tục nào. Nó kéo vào cái cây đi các bác ạ. Ồ, được tiếp con cá bò nữa này. Nó dính có môi tí thôi. Tí chạy mất thì chết. Nó dính có môi tí ở mồm nên em phải tranh thủ bắt ngay các bác ạ. Tiếp tục đi. Một con nữa các bác ơi. Một con cá bò nữa này. Cứ có cá là vui rồi các bác ạ. Không nhất thiết phải là cá này cá nọ. Còn hơn là bị con tôm nó ăn hết mồi. Hoặc là bị cua nó cắt đứt câu. Đi câu thì cần có cá là vui rồi. Ôi nhiều máu quá. Đây nha các bác. Nhiều máu quá cho các bác xem, nó lại YouTube nó lại vi phạm.